Anh ơi, em xem cái xe anh nhá. Anh hôm nay đã qua xem xe rồi đấy ạ. Vâng, mùa Covid trước là vợ em không đồng ý mua. À, sau 4 mùa Covid là anh cũng đã đến nhà em xem xe. Sơn zin nữa anh ạ. Chạy hoa quả. Vâng, sơn zin nữa anh ạ. Ôi giời. Con này cam kết là không đâm đụng, không ngập nước. Đèn này đánh thay mới à? Úi giời anh ơi, đèn zin luôn. Đèn zin á? Và dạ vâng. Sao mới thế nhỉ? Vâng. Con này là cam kết luôn cho anh. Không đâm đụng, không ngập nước mà bao tiết hãng luôn, bao thầy thợ anh ạ. Không một vết xước nhỏ li ti. Sơn lại hết rồi. Chưa một giọt sơn ngoài anh. Sơn bóng này. Vâng, chưa một giọt sơn ngoài. Em mới chỉ đánh bóng thôi. Bóng. Dạ vâng. Có tin được không đây? Ủa gì anh ơi, tin được chứ. Sơn này không đâm va. Dạ vâng, không đâm va. Thật đấy. Chuẩn luôn anh, cam kết thầy thợ. Con mình tôi, em vui bên. Đây cái này là anh